Nguyễn Tố Uyên, Việt TV producer, đã quyết định một mình lên đường đi vòng quanh thế giới trong một năm. Uyên đã từng đi qua hơn 15 quốc gia trên thế giới. Với kinh nghiệm du lịch ba lô của mình, Uyên tự tin với hành trình khám phá thế giới và gặp gỡ những bạn đồng hành đầy thú vị phía trước. Điểm dừng chân đầu tiên của Uyên là các quốc gia Nam Mỹ, sau đó tiếp tục khám phá Nam Âu, Trung Đông, Bắc Phi và Trung Á. Hành trình của Uyên bao gồm những địa điểm độc đáo mà có thể bạn chưa từng đặt chân tới. Mời quý vị hãy cùng Việt TV, nhà tài trợ chính của hành trình, theo dõi từng bước chân trong hành trình của Tố Uyên. Hồ Titicaca. Quý vị không thể bỏ qua hồ Titicaca, hồ cao nhất thế giới, ở độ cao 4.000m. Hồ dài hơn 230 km và rộng khoảng 65 km, là nơi phân chia ranh giới giữa Peru và Bolivia. Hai quốc gia cùng nhau khai thác hồ rộng lớn này. Buổi sáng, khi mặt trời mới ló dạng, tôi đã phải ra bến phà để cùng các du khách khác đi thuyền rời bến Puno, đi đến đảo nổi Uros. Con thuyền của chúng tôi đi qua những chặng lau sậy rất đẹp mắt. Đặc biệt, cứ từng bốn người một, chúng tôi thay phiên nhau leo lên nóc thuyền để ngắm hồ Titicaca lộng gió. Đây là hồ cao nhất và lớn nhất thế giới. Cảm giác của chúng tôi là không phải mình đang đi trên hồ, mà là bắt đầu rời khỏi một cảng biển nào đó, vì hồ rộng mênh mông và sâu thẳm. Tất cả chúng tôi đều phải mặc áo phao mặc dù đang ngồi trên một chiếc thuyền khá to và khá kiên cố. Những vị du khách Nhật và phương Tây không giấu được sự vui thích khi được ngồi trên bon thuyền và ngắm cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Điểm đặc biệt thu hút du khách đến với hồ Titicaca chính là những ngôi làng nổi độc đáo của người Inca cho đến ngày nay. Làng nổi Uros với những ngôi nhà được xây trên bè nổi làm từ một loại lau sậy, một loại cây mọc trên hồ Titicaca. Người dân tại đây cũng ăn phần non của thân cây này. Và những chiếc thuyền cũng bằng lau sậy vô cùng độc đáo. Từ xa, tim chúng tôi đã đập mạnh khi nhìn thấy chiếc thuyền tuyệt đẹp được làm bằng lau sậy đang từ từ đi lại trên lòng hồ Titicaca. Những bè nổi bằng lau cũng từ từ hiện ra, nghĩa là nơi sinh sống của những người dân tộc thiểu số đang chào đón chúng tôi bằng những màu sắc rực rỡ. Mỗi một bè nổi là thuộc một gia đình sinh sống. Các bè được kết lại cùng nhau rất vững chắc. Các du khách đến đây sẽ được giới thiệu về lịch sử và cách làm bè nổi cũng như cách sống của người địa phương. La isla.
Người Uros sống trên những hòn đảo lao sậy để tách biệt hoàn toàn với những người Colas và Incas được coi là đối thủ của họ từ hàng ngàn thế kỷ trước. Những chiếc bè nổi được làm từ nhiều lớp rất dày. Tuy nhiên, khi bước chân lên, quý vị sẽ có cảm giác êm ái và mềm mại từ lao sậy. Chúng tôi được chào đón trên một chiếc bè rộng, nơi một gia đình sinh sống. Mỗi ngôi nhà nhỏ trên bè là của một cặp vợ chồng và con cái. Bên cạnh là bà con, họ hàng. Cổng chào luôn được thiết kế rất đáng yêu, với những hình thù khác nhau. Thực tế, nơi chúng tôi đang đứng là một bè được kết rất dày bằng lao sậy. Bên dưới được neo chặt xuống đáy hồ. Người ta giải thích rằng, nếu đang sống cùng nhau mà ly hôn, thì họ sẽ cưa đôi hòn đảo ra để chia. Chúng tôi không biết họ có nói đùa hay không, nhưng rõ ràng họ chỉ cho chúng tôi kỹ thuật cưa đôi hòn đảo bằng lao sậy này ra. Thật là hài hước. Đến đây, chắc chắn quý vị sẽ được chủ nhà mời vào nhà tham quan và nói chuyện. Để đáp lại, quý vị có thể mua ủng hộ những món hàng thủ công do họ tự làm ra. Đó cũng là một cách du khách giúp họ được bảo tồn một cách sống truyền thống đã có từ lâu đời. Quý vị cũng có thể thuê thuyền này đi một vòng với giá 10 solus. Tuy nhiên, tốc độ đi thuyền di chuyển rất chậm, nên chúng tôi quyết định chỉ đi một vòng ngắn mà thôi. Mỗi nhóm du khách sẽ được đưa đến quán trà bên hồ, tất nhiên là cũng bằng lao sậy. Để đi được 3 địa điểm trên, từ Lima đến Cusco và Puno, quý vị phải có ít nhất 15 ngày để thưởng thức trọn vẹn chuyến đi. Một lưu ý là hồ có gió lạnh, nên quý vị phải mang theo áo ấm, cho dù ban ngày hay là chiều tối. Thank you.
khi rời khỏi Uros. Người dân đã vẫy tay chào chúng tôi. Thậm chí họ còn đứng hát để tiễn khách trong những trang phục đầy màu sắc rực rỡ. Bravo. Tôi tạm biệt Peru với niềm vui không thể tả trong lòng với những trải nghiệm của mình trên đảo nổi có tên là Isla de Oros này, nơi quý vị được tận mắt chứng kiến một cuộc sống hoàn toàn khác và có lẽ là một trải nghiệm thú vị chỉ có một lần trong đời mình.